bạn đến với Talk Show Ghế Đỏ. Thì mình đang có mặt tại một studio sẽ diễn ra buổi chụp hình của tạp chí F. Và gương mặt người mẫu chúng ta sẽ phỏng vấn, cô ấy đến từ New York. Xin chào mừng bạn đến với Ghế Đỏ. Nếu mà phải tự giới thiệu về bản thân mình thì bạn sẽ giới thiệu những gì? Xin chào mọi người đang xem chương trình Ghế Đỏ. Tôi là Tuyết Lan, người mẫu. Tuyết Lan, người mẫu, rất ngắn gọn, đầy đủ. Bạn có nhớ cái cảm giác lần đầu tiên bạn biểu diễn bước đi catwalk không ạ? Cách đây rất là lâu rồi, Lan có tham gia một cái show diễn rất là nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó thì Lan cũng hên được mọi người chọn diễn thôi. Nhưng mà khi mà lần đầu tiên mang giày cao gót thì Lan còn nhớ rất là rõ là mình không thể nào mà bước đi được. Lúc đó hai chân rất là run. Và mình cảm thấy là ở dưới có rất là nhiều cái ánh mắt đang nhìn mình. Và mình cảm thấy là rất sợ hãi. Nhưng mà cái cảm giác được đi trên sàn catwalk và xung quanh có rất là nhiều đèn thì cái cảm giác rất là tuyệt vời. Thế còn cái cảm giác lần đầu tiên diễn ở nước ngoài? Thật ra cái đó là ước muốn của rất là nhiều người. Và Lan nghĩ là Lan đã cố gắng rất nhiều để có thể làm được cái điều đó. Và lúc đó thì Lan đã gọi về cho gia đình là nói cho mọi người biết là mình đã trúng được cái show đó và mình sẽ diễn trong cái chương trình đó. Khi mà cái cảm giác thì mình muốn tò mò cái cảm giác bạn có như thế này không? Có đang là ôi sắp diễn rồi không? Hay là như thế nào? Ví dụ trong cái show với khán giả Việt Nam mà nói thì biết cái show ví dụ như là Victoria's Secret thì họ luôn quay các cái cô người mẫu bắt đầu đeo cánh từ trong cánh gà đi ra. Thì tôi muốn tò mò cái khung cảnh đó của Tuyết Lan. Lúc mà bạn đứng trong cánh gà bạn bước ra, lúc đó bạn đang có nhớ bạn nghĩ gì, bạn cảm thấy gì không ạ? Thì cái khung cảnh đó thì bình thường thì Lan chỉ được xem trên TV thôi. Mà xung quanh thì có rất là nhiều người mẫu nổi tiếng, rồi rất là nhiều paparazzi, rồi nói chung là mọi thứ nó... Mình có cảm giác giống như là mình đang sống trong TV chứ không phải là đây là cảnh thật nữa. Tôi thấy mọi người hay nói rằng người mẫu hay phải để mặt lạnh, hầu như họ không nhìn xuống khán giả. Nhưng mà thực tế là lúc bạn bước đi thì bạn có nhìn xuống khán giả. Và những cái gương mặt mà không phải là người Việt Nam thì có mang lại cảm xúc gì đặc biệt không? Thật ra nếu mà đi trên sân khấu thì mình sẽ không thể nào nhìn thấy được hai bên là những ai. Mình chỉ tập trung công việc của mình, là mình work và mình thể hiện được cái trang phục ngày hôm đó và cái cảm xúc của mình ngày hôm đó như thế nào thôi. Rồi giống như là một mannequin, mình chỉ có bước đi và bước vào chứ không có thể nào mà nhìn thấy được ở dưới kia là những ai. Bây giờ mọi người đều biết là Tuyết Lan đang có mặt tại Việt Nam chỉ trong một cái kỳ nghỉ ngắn thôi, đúng không ạ? Bạn vẫn đang làm việc tại New York. Nhưng bây giờ nếu mà phải liệt kê ra khoảng 5 các cái điểm khác nhau lớn nhất với tư cách là người mẫu ở hai cái thị trường khác nhau này thì là những gì ạ? 5 điểm khác biệt lớn nhất đó là phải nói tiếng Anh, ngôn ngữ khác, ngôn ngữ khác biệt, rồi phải đi casting tìm việc. Thứ ba là không thể nào mà dựa vào mối quan hệ mà có việc được. Thứ tư là bạn phải đúng giờ, và thứ năm là phải nghiêm túc trong công việc. Nhưng nói thế thì thấy là 5 cái việc đấy không cần ở Việt Nam ư? Không cần ở Việt Nam, không cần đúng giờ à? Ở Việt Nam thì em thấy thỉnh thoảng thì mọi người mới đúng giờ, chứ còn ngày xưa thì lúc mà em đi diễn ở Việt Nam thì có khi em phải đợi rất là nhiều người, và có khi đợi đến cả 1 tiếng, 2 tiếng. Và em không nghĩ là mọi người xem đúng giờ giống như là một cái gì đó rất là quan trọng và cái tôn trọng với cái công việc của mình và tất cả mọi người khác. Trong cái công việc mà nói thì bạn cảm thấy cái tương quan của bạn với các người mẫu quốc tế khác như thế nào ạ? Cái lúc đầu mới bạn xuất hiện thì bạn có tự ti một chút nào không? Em nghĩ nếu mà làm nghề này thì ai cũng có thừa tự tin hết. Tại vì là mình phải tự tin thì mình mới có thể gặt hái được nhiều thành công với công việc. Mỗi người đều có một cái nét đặc biệt riêng và có cái ưu điểm riêng. Thì em cũng tự tin em có những cái khả năng đặc biệt của mình và em tận dụng vào cái điều đó và em phát huy hết cái khả năng của mình. Em nghĩ là cho tới thời điểm này thì em vẫn thấy em rất là may mắn khi mà có thể ký được hợp đồng của một công ty quản lý rất là lớn ở New York. Không phải ai cũng có thể sống với cái và làm việc với cái ước mơ của mình. Vậy cho nên là cho đến thời điểm này thì mặc dù em vẫn chưa làm được điều gì nhiều hết, nhưng mà em tin là em còn trẻ, em còn nhiều cơ hội và ai biết được ngày mai ngày kia em làm được điều gì thì sao? Ở trong một cái môi trường nó chuyên nghiệp hơn. Và như bạn cũng nói ngay từ đầu là nó không dính đến nhiều những cái mối quan hệ cá nhân trong công việc.
thì cái mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp như thế nào? Cái này chỉ là một cái tò mò rất là cá nhân của Thủy Minh thôi. Bây giờ thì em đang ở model apartment, thì ở trong nhà em thì có rất là nhiều người mẫu ở khắp nơi trên thế giới. Em cũng có thân với một số người, thật ra nếu mà nói thân thiết giống như là best friend thì chắc cũng không phải, nhưng mà vẫn là bạn bè với nhau. Thì cũng có rất là nhiều bạn thích ăn đồ ăn Việt Nam, thỉnh thoảng nếu mà có thời gian thì em với mấy bạn vẫn rủ nhau đi ăn nhà hàng Việt Nam.